Trung Quốc là một đất nước có nền văn hóa, lịch sử lâu đời với các triều đại nối tiếp nhau. Trong lịch sử Trung Quốc ghi lại rất nhiều bạo chúa như Hạ Kiệt, Trụ Vương, Tần Thủy Hoàng. Không chỉ ở Trung Quốc, lịch sử Triều Tiên, Hàn Quốc cũng ghi lại một vị bạo chúa khét tiếng nhất. Điều gì đã khiến vị vua này bị ghi vào sử sách với vết nhơ không thể rửa nổi như vậy? Câu chuyện bắt đầu vào năm 1468, quốc vương thứ 7 của nhà Triều Tiên là Triều Tiên Thế Tổ Băng Hà, con trưởng là Ý Kính Thế Tử mất sớm, nên ông đã nhường ngôi cho con thứ là Lý Hoàng, tức Triều Tiên Duệ Tông. Một năm sau, Triều Tiên Duệ Tông đột ngột qua đời khi mới 19 tuổi, đã có những nghi ngờ rằng ông đã bị đầu độc. Vì các con còn nhỏ nên Trinh Hy Vương Hậu, mẹ của Duệ Tông đã chọn cháu đích tôn, con trai của Ý Kính Thế Tử là Giả Sơn Quân lên ngôi, tức Triều Tiên Thành Tông. Trinh Hy Vương Hậu được tôn làm Đại Vương Đại Phi. Do Tân Vương còn nhỏ để quản lý chính sự, Đại Vương Đại Phi phải nhiếp chính, buông rèm nghe chính sự, tức là Thùy Liêm Thính Chánh. Nhưng cơ bản Đại Thần vẫn xử lý các việc nhỏ bình thường, còn khi cần dùng người hoặc quốc gia đại sự, Đại Vương Đại Phi mới can thiệp ra mặt. Năm 1467, khi Thành Tông 10 tuổi, ông đã lấy con gái của quyền thần Hàn Minh Quái. Sau khi ông lên ngôi, phong bà làm Vương Phi, tức Cung Huệ Vương Hậu. Tuy nhiên, bà không có được nhiều sự sủng ái từ Thành Tông, nên bà đã quyết định chọn phi tần cho ông. Sử sách có nói, bà đã chuẩn bị nhiều váy áo đẹp cho phi tần mới, sau đó còn liên tục ban đồ đẹp cho phi tần để mặc. Bà làm những điều này mà không hề có sự ghen tuông nào, cho thấy bà là người rất cao thượng. Năm 1474, Cung Huệ Vương Hậu qua đời khi mới 19 tuổi, không có con trai. Thành Tông buộc phải đưa một phi tần lên làm Vương Hậu. Năm 1476, Vương Phi Doãn Thị được chọn nhờ sắc đẹp, sau đó vài tháng bà ta đã sinh con trai đầu lòng, là Vương Tử Lý Long. Tương truyền Vương Phi Doãn Thị thường hay mang theo tỳ xương, một chất kịch độc nhằm sát hại các cung tần, cung nhân của Thành Tông. Bên cạnh đó, bà còn xung khắc với Nhân Túy Đại Phi, mẹ đẻ của Thành Tông. Do nhà vua chịu ảnh hưởng rất lớn từ phía mẹ đẻ nên Doãn Thị ngày càng bị ghẻ lạnh. Cùng năm, nhà vua đã được 20 tuổi, Đại Vương Đại Phi trả quyền lực về cho Thành Tông. Năm 1479, nhân ngày sinh nhật của Vương Phi Doãn Thị, nhà vua ghé lại nơi bà ở. Khi cơn ghen tuông lên tới cực điểm, Doãn Thị đã vô tình làm Thành Tông bị thương và để lại nhiều vết sức trên má ông. Mặc dù ông rất cố gắng che giấu, nhưng Nhân Túy Đại Phi vẫn phát hiện ra và ra lệnh điều tra. Ngày hôm sau, Vương Phi Doãn Thị bị phế truất làm thứ nhân và bị đuổi khỏi vương cung. Sau một thời gian, một phe phái trong triều đình đã đề nghị khôi phục vương vị cho Doãn Thị, nhưng bị phe đối lập là Sĩ Lâm Phái ngăn cản. Sĩ Lâm Phái lúc bấy giờ đang thống trị triều đình. Tháng 11 năm sau, Thành Tông lập người cùng nhập cung một ngày với bà là Thục Nghi Doãn Thị làm Vương Phi, tức Trinh Hiển Vương Hậu. Như vậy hy vọng khôi phục vương vị của bà đã tan biến. Mặc dù bà đã bị phế làm thứ nhân, nhưng Thành Tông vẫn lo sợ rằng sau khi mình chết, Doãn Thị với tư cách là mẹ đẻ của vị vua mới sẽ gây ra nhiều điều nguy hại cho xã tắc. Ngày 16 tháng 8 năm 1482, nhà vua quyết định ban chết cho Doãn Thị bằng thuốc độc. Vương tử Lý Long khi đó mới 6 tuổi nên được mẹ kế là Trinh Hiển Vương Hậu nuôi dưỡng. Năm 1483, tuy mẹ bị phế, nhưng thân phận đích trưởng tử của Lý Long vẫn không đổi. Thành Tông đã tấn phong Lý Long làm Vương Thế Tử, khi ấy ông vừa 7 tuổi. Năm 1494, Thành Tông băng hà, thọ 38 tuổi, Thế Tử Lý Long kế vị, tức Yên Sơn Quân, Trinh Hiển Vương Hậu được tôn làm Từ Thuận Đại Phi. Ban đầu, ông được đánh giá là một vị vua anh minh, quan tâm và phát triển quân đội, cũng như có rất nhiều hành động bảo vệ người nghèo. Chuyện bắt đầu khi ông có hành động điên rồ giết chết một trong những cận thần của ông. Sau đó, ông biết được những chuyện xảy ra khiến mẹ mình bị phế truất và cố gắng khôi phục lại danh hiệu cho bà, nhưng lại bị các thành viên của Sĩ Lâm Phái phản đối. Yên Sơn Quân không hài lòng và tìm cơ hội để loại bỏ họ. Năm 1498, Yên Sơn Quân nhận được tài liệu buộc tội Sĩ Lâm Phái phản quốc. Ông ra lệnh bắt giữ nhiều quan chức của Sĩ Lâm Phái, ước khoảng 30 người, sử dụng các hình thức tra tấn dã man như cắt da, bẻ xương và cuối cùng đem xử tử. Sự kiện này được gọi là Mậu Ngọ Sĩ Họa hay cuộc thanh trừng lần thứ nhất. Năm 1504, Đại Thần Nhậm Sĩ Hồng đã cho ông biết chi tiết về cái chết của mẹ, cho ông xem một bộ quần áo dính máu. Vết máu được cho là do bà nôn ra sau khi uống thuốc độc. Biết được sự thật, Yên Sơn Quân rất tức giận. Trong cơn cuồng loạn, ông ra lệnh đánh đập, hành hạ cho đến chết hai vị phi tần của cha ông, vì cho rằng họ có âm mưu hãm hại khiến mẫu thân của ông bị truất phế vương vị. Thậm chí ông còn cố ý xông vào nội điện của Nhân Túy Đại Vương Đại Phi, buông lời hỗn xược và bắt đi một số cung nhân hầu hạ bên cạnh Đại Vương Đại Phi vì cho rằng họ đã giúp bà trong việc phế truất mẹ ông.
Đại Vương Đại Phi tức giận và trở bệnh, qua đời vào năm ấy. Ông còn có ý giết chết Từ Thuận Đại Phi, nhưng Vương Phi của ông kịp thời ngăn cản. Cũng trong năm đó, ông xử tử rất nhiều học giả nho giáo trước đây đã tấu lên Vô Thành Tông để phế truất mẹ mình. Ông còn cho đào mộ của Hàn Minh Quái để chặt đầu tử thi. Sự kiện này được lịch sử gọi là Giáp Tý Sĩ Họa, hay cuộc thanh trừng lần thứ hai. Sau vụ thảm sát này, nhiều dân thường chế nhạo và xúc phạm nhà vua bằng những tấm áp phích được viết bằng chữ quốc ngữ. Điều này càng làm cho Yên Sơn Quân tức giận hơn, ông cấm sử dụng chữ quốc ngữ. Chính vì thế đã khiến sự phát triển của chữ quốc ngữ vừa mới ban hành không lâu đã bị đình trệ. Yên Sơn Quân phá bỏ một khu dân cư lớn, đuổi 20.000 người đi nơi khác để xây dựng khu săn bắn. Sau đó ông ra lệnh người dân trên toàn bán đảo Triều Tiên phải tiến cống các cô gái trẻ để phục vụ cho nhu cầu giải trí của mình. Kết quả là có hơn 1.000 phụ nữ từ khắp nơi trên đất nước được đưa về cung để dùng làm thú vui tiêu khiển cho Yên Sơn Quân. Ông đóng cửa trường quốc gia là Thành Quân Quán và biến nó thành địa điểm vui chơi cá nhân. Nhiều người sợ cách cai trị chuyên chế của Yên Sơn Quân, tương phản hoàn toàn với sự tự do của thời đại vua cha Thành Tông. Những việc làm độc ác đã khiến người đời căm hận Lý Long. Năm 1506, một nhóm các quan đại thần, dẫn đầu là Phác Nguyên Tông, Thành Hy Nhan, Liễu Thuận Đinh và sự hậu thuẫn của Từ Thuận Đại Phi đã vạch ra âm mưu chống lại Yên Sơn Quân. Ngày 2 tháng 9 năm đó, họ tiến hành cuộc binh biến phế truất ông. Yên Sơn Quân trốn vào nhà riêng và bị bắt. Sau đó, trong cung xảy ra hỏa hoạn, Yên Sơn Quân cải trang thành dân thường, cưỡi ngựa trốn đi, nhưng bị lính của Phác Nguyên Tông bắt lại. Ông bị đày đến Giang Hoa Đảo. Sau khi phế truất Yên Sơn Quân, Từ Thuận Đại Phi lập con trai là Tấn Thành Đại Quân lên ngôi, tức Triều Tiên Trung Tông. Sự kiện này được gọi là Trung Tông phản chính. Lý Long bị phế truất trở thành vương tử sau 12 năm trị vì. Khi Lý Long bị lưu đày đến Giang Hoa Đảo, đã có vô số nỗ lực đầu độc ông, nhưng đầu đốc của Giang Hoa Đảo đã bảo vệ Lý Long vì đồng cảm với ông ta. Sau đó, Yên Sơn Quân bị đày sang đảo Ghi Âu Động và chết vì bệnh kiết lỵ vào ngày 20 tháng 11 năm ấy. Những con trai của Yên Sơn Quân cũng bị đày và buộc phải tự sát. Sau khi ông qua đời, tin đồn về vụ đầu độc lan rộng trong dân chúng. Vào thời điểm ông qua đời, ông mới 30 tuổi. Triều Tiên Trung Tông trở thành quốc vương thứ 11 của nhà Triều Tiên. Do việc lên ngôi phụ thuộc nhiều vào các phe cánh nên ông không thể cai trị vương quốc theo ý muốn của mình. Các phe cánh thì lại đấu đá lẫn nhau khiến triều chính hỗn loạn, tham nhũng tràn lan. Việc xung đột nội bộ liên tục khiến Triều Tiên suy yếu. Bên ngoài thì cướp biển uy khấu cũng như người nữ chân liên tục quấy nhiễu, báo hiệu tương lai đầy bất ổn của nhà Triều Tiên. Năm 1544, sau 38 năm trị vì, Triều Tiên Trung Tông qua đời, thọ 56 tuổi. Ngai vàng lần lượt được trao cho hai con của ông là Triều Tiên Nhân Tông và Triều Tiên Minh Tông. Dưới triều đại của hai vị vua này không ghi nhận thành tựu gì đáng kể vì vấn đề phe phái của thời vua cha vẫn còn tồn tại. Họ chỉ làm vua trên danh nghĩa, quyền lực lọt hết vào tay các ngoại thích. Năm 1567, ngai vàng được truyền cho cháu nội của Trung Tông là Triều Tiên Tuyên Tổ, triều chính bắt đầu có sự khởi sắc hơn. Tuyên Tổ ra sức củng cố lại đất nước sau sự bục nát chính trị do cách cai trị tàn bạo của Yên Sơn Quân và các quy định lỏng lẻo trong triều đại Trung Tông. Tuyên Tổ khuyến khích nhiều học giả nho giáo, những người bị ngược đãi dưới thời Yên Sơn Quân và Trung Tông. Ông cũng trọng dụng rất nhiều nho sĩ nổi tiếng để tiến hành nhiều cuộc cải cách. Tuy nhiên, các nho sĩ của ông có những bất đồng trong quá trình cải cách, bắt đầu phân chia thành hai đảng phái, được gọi là phái Tây Nhân và Đông Nhân. Sau đó, phái Đông Nhân lần nữa tách thành phái Bắc Nhân và Nam Nhân. Phái Bắc Nhân do không có sự đồng nhất về ý kiến nên bị chia thành phái Đại Bắc Nhân và phái Tiểu Bắc Nhân. Sự bất đồng này đã dẫn đến những hệ lụy khó lường. Lúc bấy giờ, Triều Tiên đang phải đối mặt với hai mối đe dọa đã được hình thành, đó là người nữ chân ở phía Bắc và quân Nhật Bản từ phía Nam. Tuyên Tổ đã ra lệnh cho nhiều tướng giỏi chấn giữ ở phía Bắc, trong khi ở phía Nam, ông quyết định chỉ đàm phán vì cho rằng Nhật Bản chỉ là một quốc gia thấp kém. Nếu họ đem quân sang thì cũng chẳng khác gì những cuộc đột kích của bọn cướp biển uy khấu. Bấy giờ, vợ cả của Tuyên Tổ là Ý Nhân Vương Hậu không sinh được con khiến ông cảm thấy lo lắng vì không có thế tử kế vị. Khi Tuyên Tổ được 40 tuổi, nho sĩ phái Tây Nhân đã đề nghị vua chọn một người con thứ là Lý Hồn làm thế tử. Tuy nhiên lúc này vua đang sủng ái một phi tần họ Kim và thương yêu con trai của bà ấy là Lý Dực, nên việc quyết định thế tử tạm gác lại. Cảm thấy các cuộc đàm phán với Triều Tiên không có kết quả. Năm 1592, người chấp chính nước Nhật là Toyotomi Hideyoshi đem 23 vạn quân xâm lược Triều Tiên, bắt đầu cho cuộc chiến kéo dài 7 năm mà sử gọi là Nhâm Thìn Hoa Loạn. Trước sự tấn công vũ bão của người Nhật, Tuyên Tổ hốt hoảng rời bỏ kinh đô Hán Thành, lưu vong về phía Bắc, đóng quân tại Bình Nhưỡng, gửi thư sang nhà Minh cầu cứu viện. Quân Nhật lại tiến về phía Bắc để tóm sống hoàng tộc họ Lý. Khi đất nước lâm vào cảnh nguy cấp, các đại thần và quý tộc gây sức ép buộc nhà vua phải công bố người kế vị để ổn định lòng dân. Tuyên Tổ bất đắc dĩ phải đồng ý, lập Lý Hồn làm vương thế tử.
Sở dĩ Lý Hồn được lập làm thế tử bởi vì những người anh em khác không được đánh giá cao do nhân cách xấu. Người anh ruột của ông là Lâm Hải Quân lẽ ra được chọn làm thế tử, nhưng vì lộng quyền hiếp đáp dân lành nên đã bị loại bỏ. Lý Dực được tuyên tổ yêu thương nhất cũng đã qua đời trong năm đó. Chỉ còn lại Lý Hồn được các quan đánh giá cao về tài năng lẫn phẩm chất nên được chọn làm người kế vị. Bị quân Nhật dồn đến đường cùng, tuyên tổ tính chuyện bỏ đất nước chạy qua Liêu Đông nương nhờ nhà Minh. Tuy nhiên các triều thần đều lên tiếng phản đối. Sau nhiều tranh cãi, tuyên tổ quyết định bỏ chạy đến Uy Dư, địa phận giáp với biên giới nhà Minh, để lại thế tử cùng các thuộc hạ ở lại chống giữ đất nước. Suốt quá trình chạy trốn, tuyên tổ bị người dân ném đá lăng mạ, sỉ nhục. Tuyên tổ tuyên bố rằng thà chết trong lãnh thổ của hoàng đế nhà Minh còn hơn chết dưới tay bọn cướp nước. Trong thời gian này, thế tử đã thay thế xuất sắc nhiệm vụ của một vị vua, ra tiền tuyến lãnh đạo quân đội và giành được sự ủng hộ từ các tướng lĩnh và nhân dân. Đến năm 1593, quân cứu viện của nhà Minh do tổng binh Lý Như Tùng dẫn đầu được cử đến Triều Tiên. Quân Nhật quyết định đàm phán để rút về nước vào ngày 18 tháng 5 năm đó. Nhận thấy chiến tranh đã kết thúc, tuyên tổ quay trở lại kinh đô. Hành động tham sống sợ chết của nhà vua làm cho các nho sĩ bất bình đến mức yêu cầu ông nhường ngôi lại cho Lý Hồn. Một cuộc nổi dậy đã nổ ra nhưng sớm bị tuyên tổ dập tắt. Ông ta rất xấu hổ, ra sức thu hồi lại vương quyền và đàn áp thế tử. Mặt khác, Lý Hồn cũng có hành động làm tuyên tổ bất mãn. Theo lệ thì sáng và tối thế tử phải đến thỉnh an quốc vương. Tuy nhiên Lý Hồn liên tục cáo bệnh để không phải đến. Điều này khiến tuyên tổ nghĩ rằng chính Lý Hồn là người đứng đằng sau thúc giục các cuộc nổi loạn. Vì vậy, ông liền tuyên bố rằng Lý Hồn chưa có sắc lệnh từ nhà Minh nên chưa thể giao ấn tín của thế tử. Ông còn cấm luôn Lý Hồn không được vào cung để thỉnh an nữa. Bên phía nhà Minh, dù đã nhận được báo cáo về việc lập Lý Hồn làm thế tử, nhưng các quan bên đó vẫn giữ lập trường là lập con trưởng làm thế tử nên không công nhận ngôi vị thế tử của Lý Hồn. Sau đó, người Nhật quay lại xâm lược Triều Tiên lần hai vào năm 1597, nhưng với sự chỉ huy xuất sắc của đô đốc thủy quân Lý Thuấn Thần, Triều Tiên đã đẩy lui cuộc tấn công này. Đến khi Toyotomi Hideyoshi qua đời vào giữa năm 1598, người Nhật mới từ bỏ tham vọng đối với Triều Tiên. Mặc dù Triều Tiên giành được thắng lợi nhưng chiến tranh đã làm cho đất nước bị suy kiệt hết sức nặng nề. Năm 1600, Ý Nhân Vương Hậu qua đời. Hai năm sau, tuyên tổ phong một cô gái họ Kim làm kế phi, tức Nhân Mục Vương Hậu, lúc bấy giờ chỉ mới 19 tuổi, trong khi thế tử đã 28 tuổi. Dù nhỏ tuổi hơn, nhưng về lý thì Kim Phi chính là mẹ của Lý Hồn. Năm 1606, Kim Kế Phi hạ sinh một người con trai là Vĩnh Xương Đại Quân Lý Nghĩa. Trong những năm này, quan hệ giữa vua và thế tử ngày càng xấu đi. Chính vì thế sự ra đời của Lý Nghĩa là đả kích rất lớn với Lý Hồn. Bởi ở một nước sùng nho giáo như Triều Tiên thì địa vị của dòng chính đích luôn được đề cao hơn so với dòng thứ. Cho dù tuyên tổ rất muốn phế thế tử Hồn để đưa Lý Nghĩa lên thay thế, nhưng triều thần đa số không tán đồng việc thay ngôi của một người có công lớn với đất nước bằng một đứa trẻ mới sinh. Nhận thấy thế cục biến chuyển, triều đình bắt đầu chia bè kết cánh. Trong đó Liễu Vĩnh Khánh của phái Tiểu Bắc Nhân ủng hộ nhà vua và Lý Nghĩa, thanh thế rất lớn trong triều. Tuy nhiên năm 1608, tuyên tổ bệnh tình trở nặng trong khi Lý Nghĩa chỉ mới 2 tuổi, nhà vua đành phải chấp nhận sự thật và ban chiếu nhường ngôi cho thế tử Hồn. Liễu Vĩnh Khánh được nhận chiếu này tuy nhiên không công bố mà cố ý giấu đi. Ngày 16 tháng 3 năm 1608, Triều Tiên tuyên tổ qua đời, Kim Phi trở thành Vương Đại Phi. Liễu Vĩnh Khánh liền bí mật đến gặp, thuyết phục bà đứng ra buông rèm nhấp chính và lập Lý Nghĩa lên ngôi, còn ông ta sẽ là phụ chính. Tuy nhiên Đại Phi nhận thấy việc đó không thực tế nên đã tuyên bố chiếu thư thật. Thế tử Hồn liền cho giết Liễu Vĩnh Khánh và sai sứ đến nhà Minh thỉnh phong nhưng bị người Trung Quốc cự tuyệt. Sứ giả Triều Tiên nói dối rằng do Lâm Hải Quân có bệnh thần kinh nên tự nguyện nhường ngôi cho em trai. Nhà Minh bèn sai người đến kinh đô gặp Lâm Hải Quân để kiểm chứng. Lâm Hải Quân khi gặp sứ thần đã nói rằng mình bị xoán ngôi vua và lên tiếng lăng mạ em trai Lý Hồn. Triều đình bèn dùng tiền để hối lộ sứ thần, do đó việc được chót lọt. Năm 1609, Minh Thần Tông sai sứ đến phong cho Lý Hồn làm Triều Tiên quốc vương, tức Quang Hải Quân. Qua sự việc này, Quang Hải Quân thấy rằng nếu để anh trai sống thì sẽ có một ngày nguy hại đến ngôi vị của mình. Vì thế, Quang Hải Quân liền lưu đày anh trai vì tội có ý mưu phản. Lâm Hải Quân qua đời không lâu vì bị sát hại, Quang Hải Quân tỏ vẻ đau xót nhưng lại không trị tội kẻ sát nhân, cho thấy chính ông là người chủ mưu trong việc giết anh ruột. Đây được xem như cuộc thanh trừng lần thứ nhất của Quang Hải Quân. Năm 1610, Quang Hải Quân truy tôn mẹ ruột là cung tần họ Kim làm cung thánh vương hậu. Điều này trái với quy định trong vương thất, vốn không có chuyện truy phong hậu cung làm vương hậu dù cho người đó có sinh ra vua kế vị đi chăng nữa. Năm 1611, các nho sĩ của các đảng phái lại tranh cãi với nhau. Để giải quyết chuyện này, Quang Hải Quân đã đuổi cổ tất cả nho sinh khỏi thành quân quán. Việc này khiến ông mất lòng giới nho sinh ngay từ những năm đầu trị vì. Tiếp theo,
Quang Hải quân thực hiện cuộc thanh trừng lần thứ hai. Mục tiêu lần này là Đại Phi Kim Thị và Vĩnh Xương Đại Quân Lý Nghĩa. Lúc này bắt đầu xuất hiện những tin đồn về việc ủng hộ Vĩnh Xương Đại Quân nổi dậy xoán vị của Quang Hải quân. Kim Đệ Nam, cha ruột của Đại Phi Kim Thị cũng bị điều tra về âm mưu đưa cháu ngoại lên ngai vàng trong lúc tuyên tổ còn sống. Từ đó bắt đầu xuất hiện những lời buộc tội mẹ con Vĩnh Xương Đại Quân. Ngày 11 tháng 9 năm 1613, Quang Hải quân quyết định lưu đày Vĩnh Xương Đại Quân đến đảo Giang Hoa, rồi dùng lại kế sách từng áp dụng với Lâm Hải quân mà trừ khử người em này. Ngày 21 tháng 2 năm 1614, Kim Đệ Nam cũng bị xử tử với tội danh phản nghịch. Đến năm 1615, ông này một người cháu họ đến Giang Hoa đảo khi biết có âm mưu tạo phản. Triều đình liên tiếp xảy ra các vụ tranh cãi liên quan đến đại phi họ Kim. Các nho sĩ thẳng thừng chỉ trích nhà vua. Quang Hải quân bèn dùng biện pháp mạnh giết chết hoặc lưu đày những người cầm đầu, thay thế chức của họ bằng những người khác. Năm 1617, sau nhiều lần thỉnh cầu từ phía Triều Tiên, nhà Minh ban mũ miệng cho mẹ ruột của Quang Hải quân đem bà trở thành kế phi thứ hai của tuyên tổ, sau ý nhân vương hậu. Điều này dẫn tới hai hậu quả, Đại Phi Kim Thị bị giáng xuống làm kế phi thứ ba và Quang Hải quân trở thành đích tử danh chính ngôn thuận. Bây giờ nhà vua có muốn xử tội Đại Phi thì cũng không bị nói là bất hiếu nữa. Quang Hải quân bày tỏ mong muốn phế truất Đại Phi Kim Thị, rất nhiều nho sĩ công khai bảo vệ Đại Phi. Ông liền lưu đày những người bảo vệ, động thái gọi là giết gà dọa khỉ. Kết quả không còn ai phản đối nữa. Vào ngày 22 tháng 2 năm 1618, Quang Hải quân cho giam lỏng Đại Phi tại Tây Cung, đối xử với bà chỉ như một hậu cung của tiên vương. Mặc dù mang tiếng xấu nhưng Quang Hải quân là một nhà chính trị có tài. Ông đã nỗ lực trong việc khôi phục đất nước, sửa đổi pháp lệnh về đất đai và chia lại đất cho dân chúng. Ra lệnh xây dựng lại Xương Đức Cung cùng với một số cung điện khác. Trong quá trình xây dựng và tu sửa các cung điện trên, ông đã cho huy động quá nhiều nhân lực nên bị nhân dân oán thán. Thế nhưng trong hoàn cảnh lúc bấy giờ thì đó là việc không thể tránh khỏi. Bởi vì các cung điện hầu như đã bị phá hoại hoàn toàn trong Nhâm Thìn oa loạn. Về tình hình ngoài nước, năm 1616 ở đất Mãn Châu, Nỗ Nhĩ Cáp Xích thống nhất các bộ lạc Nữ Chân, lập ra nước Hậu Kim. Hậu Kim và nhà Minh ở Trung Quốc nhanh chóng rơi vào thế đối đầu gay gắt. Quang Hải quân nhận thức được rằng Triều Tiên không có khả năng để có thể tấn công Hậu Kim nên đã giữ quan hệ với họ mặc dù vẫn ở dưới quyền bá chủ của nhà Minh. Ông cũng khôi phục quan hệ thương mại với Nhật Bản và gửi sứ thần sang triều kiến Mạc Phủ Tokugawa vào năm 1617. Trong những năm Nhâm Thìn oa loạn, Quang Hải quân là người trực tiếp tham chiến cùng với các tướng nhà Minh. Nên ông khá rõ ràng thực lực của quân Minh. Ông đoán biết rằng nhà Minh sẽ thất bại trước người Kim. Do đó, ông chủ trương không giúp nhà Minh để bảo toàn đất nước khỏi cơn thịnh nộ của Nỗ Nhĩ Cáp Xích. Tuy nhiên, các nho sĩ vẫn mang ơn nhà Minh đã cứu Triều Tiên khỏi sự xâm lăng của người Nhật. Nên họ rất phản đối những hành động trao đổi thư tín với Hậu Kim và từ đó lại càng ác cảm với Quang Hải quân. Mùa xuân năm 1619, 13.000 quân Triều Tiên được đưa sang Liêu Đông hỗ trợ nhà Minh. Rồi bị quân Kim đánh cho tan tác, tướng chỉ huy Khương Hoàng Lập cùng 3.000 người bị bắt. Nỗ Nhĩ Cáp Xích không chủ trương chiến tranh với Triều Tiên vì còn dồn lực đánh Minh. Ông ta sai sứ sang Triều Tiên đề nghị hợp tác. Triều đình Triều Tiên cũng có hai phe ủng hộ và phản đối liên minh. Cuối cùng hai bên thương lượng với nhau, tạm thời đình chỉ các hoạt động quân sự, không giúp đỡ bất kỳ phe nào, và Triều Tiên đã tránh được xung đột với Hậu Kim trong một vài năm sau đó. Đối với trận thua năm 1619, nhà Minh không trách cứ Triều Tiên mà còn tặng một vạn lượng bạc để an ủi. Về sau, nhà Minh nhiều lần tặng tiền để yêu cầu phía Triều Tiên gửi quân sang tiếp, nhưng Quang Hải quân trước sau đều tìm cớ trì hoãn, và các sứ thần nhà Minh đều tay không trở về. Đến sau này, nhà vua thậm chí công khai không tiếp chỉ của thiên tử nhà Minh. Điều này khiến những đại thần vốn thân Minh ngày càng bất mãn. Quang Hải quân có tài nhìn xa mà thấy trước thất bại của nhà Minh, nên có những quyết sách bảo toàn cho đất nước. Nhưng điều này đã khiến ông bị cô lập, bị coi là kẻ bội bạc. Thậm chí người ta còn bày tỏ thái độ thà làm mít lòng nhà vua chứ không đắc tội thiên tử nhà Minh. Nguy cơ về một cuộc đảo chính đã đến rất gần. Ngày 6 tháng 4 năm 1623, các nho sĩ bị lưu đày năm xưa đã nổi dậy từ miền Đông Bắc tiến vào kinh đô Hán Thành. Trong lúc đó, Lăng Dương quân Lý Hồn đã nắm quyền kiểm soát triều chính. Quang Hải quân cố gắng bỏ trốn vào ban đêm nhưng bị bắt lại ngay sau đó. Phe đảo chính phục vị cho Đại Phi Kim Thị và dùng danh nghĩa của bà để hạch tội Quang Hải quân. Ép cha đến chết, giết hại anh em, giam cầm mẹ kế, vong ân bội nghĩa, hợp tác với các bộ tộc Man Di. Tổng cộng 36 tội danh, giáng xuống làm thứ nhân rồi đày ra đảo Giang Hoa. Lăng Dương quân Lý Tông, cháu nội vua tuyên tổ và là cháu gọi Quang Hải quân bằng bác, được lập lên kế ngôi, tức là Triều Tiên Nhân Tổ. Sử gọi sự kiện này là Nhân Tổ phản chánh. Đại phi họ Kim rất oán hận Quang Hải quân vì cả cha và con trai của bà đều chết dưới tay nhà vua, nên bà yêu cầu các triều thần phải đem đầu của Quang Hải quân và con trai ông ta đến gặp mình rồi mới nói chuyện tiếp.
các quan phải hết lời khuyên giải mới yên chuyện. Không lâu sau đó, con trai duy nhất của Quang Hải Quân âm mưu vượt ngục bất thành, bị ban cho thất cổ tự tử, do đó Quang Hải Quân không người thừa kế. Quang Hải Quân qua đời tại nơi lưu đày vào năm 1641, hưởng thọ 67 tuổi. Triều Tiên Nhân Tổ là một vị vua kém cỏi, theo đường lối thân minh chống Kim, dẫn đến hai cuộc xâm lăng của nhà Kim năm 1627 và năm 1636. Ông ta còn gây ra nỗi ô nhục chưa từng có trong lịch sử Triều Tiên Hàn Quốc.